Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp ngày hôm nay. Trong không khí hân hoan của những ngày Tết sắp tới, thay mặt cho ban biên tập chương trình, mình được tử vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Một mùa xuân mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc người buôn bán sinh lời, chúc người công chức lương thời tăng cao, chúc cho sức khỏe dồi dào, tiền tài dư dả chỉ vào chẳng ra, chị em xinh đẹp như hoa, cả năm may mắn đẹp ra từng ngày. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tiên tri hé lộ bí mật sự thật bất ngờ về tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, đúng tháng Tết năm 2024 âm lịch. Được các tinh soi chiếu, thần tài nồng hậu tiếp đón, trúng số phát tài cực mạnh, tiền nhét chật két. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 thân mến, nếu biết cuộc đời là một chuỗi ngày mưu sinh vất vả, thì có lẽ ta đã chẳng đến với thế giới này đúng không ạ? Cùng nhìn lại xã hội hiện nay, sự kỳ thị giàu nghèo ngày càng rõ rệt, dù cho chúng ta có làm việc quần quật ngày đêm, kiếm từng đồng bằng mồ hôi xương máu vất vả sớm hôm mà vẫn bị người đời vùi dập không thương tiếc, đã vậy còn bị anh em xa lánh, hàng xóm cũng coi thường, cuộc sống quá đỗi vất vả khiến chúng ta phải vay mượn thêm để sống qua ngày, thì nay lại phải oằn mình gánh chịu thêm việc suy thoái kinh tế toàn cầu. Việc làm mất hết tiền đâu mà trả nợ, nghĩ tới đây mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, sao mà cuộc đời bất công với ta quá vậy. Tuy nhiên, đang cân bĩ cực thì con giáp tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, bất ngờ được thần tài tìm tới ban lộc, trúng số độc đắc liên tiếp 100 tỷ cầm tay, xóa sạch nợ nần, đổi đời giàu nhanh chóng mặt, đúng tháng Tết năm 2024 âm lịch tới đây, tháng đầu tiên của năm mới 2024, phúc tinh, lộc tinh, hội tụ giúp tuổi Kỷ Dậu rửa sạch vận xuôi. Cuộc đời sang trang mới, đánh đâu thắng đấy, ôm tiền tỷ nhét, chật két, xây nhà lầu tậu xe xịn, nắm trong tay khối gia tài bạc tỷ, khiến cả thiên hạ phải ngạc nhiên. Vậy, vận trình của con giáp tuổi Kỷ Dậu sẽ chuyển biến như thế nào trong tháng Tết đầu năm mới này, tại sao họ lại may mắn tới vậy? Thì xin mời quý khán giả cùng chú ý theo dõi video luận giải dưới đây của kênh Minh Đường Tử Vi quý khán giả nhé. Quý khán giả thân mến, ai rồi cũng sẽ có ngày mình già đi. Người ta nói, nuôi con để dưỡng tuổi già, nhưng khi ngày đó đến rồi bạn mới nhận ra mình mới là người quan trọng nhất. Những người hay đặt hy vọng của họ vào người khác không phải là khôn ngoan. Mỗi chúng ta cần phải học cách để lại cho mình một con đường, để phòng khi bị người khác bỏ rơi. Học cách tiết kiệm tiền, đôi khi chúng ta mãi mê kiếm tiền, tiêu tiền mà không biết cách tiết kiệm, kiếm tiền là kỹ năng mà người lớn nào cũng phải có. Vì chỉ khi học được cách tự lập, bạn mới được người khác tôn trọng. Nếu không biết cách kiếm tiền, sẽ khiến cuộc sống của bạn trở nên eo hẹp. Nhưng khi có tiền chúng ta không thể tiêu xài hoang phí, chỉ nên tiêu tiền vào những việc cần thiết, ăn đủ no, mặc đủ ấm. Nếu bạn muốn sống tốt trong những năm tháng sau này, bạn phải học cách tích cực tiết kiệm tiền, vì lúc này, sự tự tin của bạn đến từ số tiền tiết kiệm được tiền bạc trong tay. Không nên có tâm lý nuôi con để đề phòng tuổi già, bởi vì chúng ta cũng không thể đoán trước được tương lai của con cái, mình chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Một người biết cách tiết kiệm tiền là một người thông minh thực sự, bởi vì họ hiểu rằng tốt hơn là dựa vào chính mình thay vì dựa vào người khác, giảm bớt các mối quan hệ xã hội. Tài sản quý giá nhất của con người chính là cơ thể của chúng ta. Nếu cơ thể chúng ta gặp vấn đề như vậy sẽ gây ra những áp lực ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Đặc biệt, sau khi bạn đến một độ tuổi nhất định và muốn phục hồi trạng thái trước đây, đó cũng là một điều rất khó khăn. Lúc này thể chất của chúng ta sẽ trở nên tương đối kém. Vì vậy, chúng ta phải học cách giảm bớt những mối quan hệ xã hội không cần thiết hay những trò giải trí vô bổ. Hãy chọn cho mình cuộc sống giản dị thanh tao và cảm nhận được tuổi già đang đến dần. Cơ thể khỏe mạnh là điểm quan trọng nhất trong cuộc sống hiện thực. Không có sức khỏe thì dù bạn có bao nhiêu của cải cũng trở nên vô dụng, không gây rắc rối cho những người xung quanh. Con người sống cần có sự giao tiếp với nhau, nhưng không ai thích bạn gây rắc rối cho họ cả. Giao tiếp giữa con người trong xã hội
sẽ giúp chúng ta mở rộng kiến thức và thế giới quan của mình. Tuy nhiên, có những mối quan hệ khá phức tạp, bạn hãy tránh tiếp xúc hoặc nên lựa chọn cho mình những người bạn tốt để chia sẻ kiến thức và kỹ năng sống hơn là các mối quan hệ không rõ ràng và không cần thiết. Nếu chúng ta mù quáng làm phiền người khác rồi mắc nợ người khác, trên thực tế, cuối cùng chúng ta sẽ tự làm mình xấu hổ. Để thoát khỏi sự phụ thuộc vào người khác thì mới có thể tự lập. Bạn có thể nợ người khác bất kể thứ gì, nhưng đừng nợ người khác ân huệ, bởi vì bạn không thể trả lại họ. Con người sống trong xã hội này, ai cũng muốn có được cuộc sống thoải mái, sung túc hơn. Do đó, chúng ta cố gắng tránh làm phiền người khác, càng nhiều càng tốt, đó cũng là một phẩm chất của cuộc sống. Mỗi chúng ta phải sống vui vẻ, không gây phiền hà cho người khác và không tự chốt lấy phiền phức cho mình. Hãy làm những gì bạn có thể làm mà không làm phiền đến người khác. Về cuộc sống lý tưởng tuổi già, chắc hẳn ai cũng có kỳ vọng. Thực ra hạnh phúc của mỗi người đều do chính mình tạo ra. Chỉ cần bạn không gây phiền phức cho con cái, cơ thể bạn có thể khỏe mạnh và cuộc sống của bạn mới có thể hạnh phúc. Trên thực tế, cuộc sống của một người phụ thuộc vào tâm lý của chính mình. Nếu bạn chuẩn bị cho mình một thân thể khỏe mạnh, một tâm lý vững vàng, thì tuổi già sẽ không là vấn đề đáng lo ngại. Chất lượng của cuộc sống được dựa trên nền tảng hạnh phúc và hòa thuận giữa các thành viên. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết cân bằng cuộc sống của riêng mình, thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên hài hòa và tươi đẹp hơn. Trên thực tế, đối với tất cả những điều này, chúng tôi không có một tiêu chuẩn cố định, không cần phải so sánh với người khác, bởi vì khi bạn so sánh quá nhiều, bạn sẽ chỉ nhận lấy nỗi đau. Giữa con người với nhau nhất định phải tồn tại một khoảng cách nào đó, nhưng cuộc sống là của chính mình, chỉ cần chúng ta sống tốt, cuộc sống của chính mình là được. Việc của người khác không liên quan gì đến mình, cũng không cần quá quan tâm, chỉ cần tĩnh tâm lại và buông bỏ những thứ không cần thiết trong tâm, thì chúng ta đã nắm chắc cuộc sống trong tay mình rồi. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Với sự nhiệt tình cùng lòng đam mê học hỏi, Kỷ Dậu luôn tò mò tìm hiểu những gì đang diễn ra xung quanh mình. Họ hy vọng được thử nghiệm những thứ mới lạ, ít nhất một lần trong đời, và đúng là họ luôn có được những trải nghiệm với niềm yêu thích hân hoan nhất định. Thậm chí, việc được giao tiếp hàng ngày với đồng nghiệp cũng mang lại niềm vui cho họ. Những người tuổi Kỷ Dậu luôn sống thành thật với người khác, thậm chí họ không biết rằng những lời thẳng thắn của mình sẽ gây ra những tổn thương cho người khác. Họ thậm chí không ngại nhấn mạnh các quan điểm riêng của mình, bất chấp suy nghĩ của bất cứ ai, dù có như thế nào đi chăng nữa. Với tính cách của Kỷ Dậu thì không có từ lười biếng trong từ điển của họ. Kỷ Dậu sẽ không bao giờ lãng phí thời gian cho cả ngày dài nằm trên giường mà không làm gì cả. Họ luôn muốn được hoạt động vì điều đó mới mang lại niềm vui. Họ thích được khám phá những vùng đất mới kỳ lạ. Nếu cần đối tác đi cùng đừng quên gọi điện ngay cho tuổi Kỷ Dậu nhé. Họ thích dành thời gian cho bạn bè của mình với những bữa tiệc tối vui vẻ, hân hoan bên nhau. Đa tài, giàu nghị lực là ưu điểm dễ nhận thấy nhất ở Kỷ Dậu. Chúng ta không thể dựa vào một việc họ làm mà đánh giá được hết tài năng của họ. Họ có thể thử sức mình ở bất cứ lĩnh vực nào và theo đuổi rất nhiều ngành nghề khác nhau như bác sĩ, nhà công, họa sĩ, thợ thủ công, đầu bếp. Tuy nhiên, với bàn tay khéo léo và óc thẩm mỹ của mình, lĩnh vực nghệ thuật sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho họ đạt đến thành công và trở nên nổi tiếng. Nhược điểm của Kỷ Dậu là bảo thủ, thiếu chín chắn. Chính vì vậy họ rất dễ mắc phải sai lầm trong sự nghiệp khi không có kế hoạch cụ thể. Khó khăn mà họ hay gặp phải là sự đố kỵ của đồng nghiệp. Những sự cạnh tranh trong công việc sẽ khiến cho Kỷ Dậu cảm thấy rất mệt mỏi, chán chường. Kỷ Dậu nên tỉnh táo và nắm bắt thật tốt mọi việc để tránh bị kẻ khác phá hoại, làm tổn hại tới sự nghiệp. Nếu làm chủ, Kỷ Dậu sẽ thực hiện rất tốt vai trò của mình. Nếu là nhân viên, họ sẽ dễ dàng bỏ cuộc khi gặp phải trở ngại lớn. Với tài năng nổi bật của mình, họ cần được giúp đỡ để đạt được những thành tích lớn trong công việc. Tiếp theo sẽ là đánh giá tổng quan về vận trình tử vi của tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Theo dõi tử vi tháng Tết năm 2024 âm lịch của 12 con giáp, nhận thấy người tuổi Kỷ Dậu đón tháng đầu xuân năm mới với tinh thần hân hoan, khi vạn sự cát lành, nhiều tin mừng ập đến. Đầu năm mới hành sự hanh thông, hứa hẹn thu hoạch kết quả tốt lành, công việc có nhiều chuyển biến tích cực, nhờ nguyệt lệnh lâm đế vượng là điềm báo vượng vận quý nhân. Đường công danh được trợ lực lớn, gặt hái được thành quả đáng nể, tuy trong quá trình làm việc vẫn gặp chút trở ngại ban đầu, nhưng mức độ không lớn, sau cùng vẫn được xử lý đâu vào đó, không ảnh hưởng đến cục diện. Trong tháng có thiên hình tàng ẩn, kẻ tiểu nhân quấy phá, mệnh chủ nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tỉnh táo trong các mối quan hệ để tránh hung hiểm. Tài vận duy trì ở mức bình ổn, hầu như không có thứ tài, thu nhập chủ yếu vẫn phải dựa vào chính tài, tức công việc chính hiện tại,
nhưng bạn vẫn cần đề phòng tiểu nhân hãm hại. Nhằm hất tay trên, lại thêm tiểu hao hung tinh có thể khiến bạn phải tốn kém không ít tiền bạc vào những mục đích không chính đáng. Phương diện tình cảm tạm ổn, không phát sinh quá nhiều mâu thuẫn trong tình yêu đôi lứa, gia đạo an yên khi mệnh chủ và nửa kia cùng chung tay giải quyết xung đột trong gia đình. Người độc thân có đào hoa khoe sắc, có thể nhân cơ hội này chủ động mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp khá nhiều. Nếu đang trong một mối quan hệ, bạn nên chuyên tâm và nghiêm túc hơn với người kia. Tâm lý cả thèm chóng chán yêu đương tùy hứng hay giận hờn vô cớ sẽ chỉ càng khiến đường tình duyên của bạn thêm trục trặc bất ổn. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Kỷ Dậu 1969 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Theo tử vi năm 2024 của 12 con giáp nhận thấy, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Kỷ Dậu trong tháng Tết năm 2024 âm lịch này đang có nhiều bước tiến đáng mong đợi. Nguyệt lệnh lâm đất đế vượng, thời gian này vận quý nhân của bạn khởi vượng, làm gì cũng dễ tìm được quý nhân giúp sức. Các kế hoạch mà con giáp này đề ra đều được đánh giá cao, có dự án lập tức được phê chuẩn để tiến hành, có nhiều lời khen ngợi bởi những suy nghĩ táo bạo độc đáo của bạn. Cát khí lan tràn rất phù hợp cho việc tiến hành dự án hay kế hoạch mới khởi nghiệp cũng khá thích hợp. Mọi việc hanh thông trơn tru, hứa hẹn mang tới nhiều điều bất ngờ. Đầu xuôi đuôi lọt ngay tháng đầu năm mà vạn sự cát lành, nhiều tin mừng ập đến. Điều này hứa hẹn vận trình cả năm sẽ vô cùng hanh thông. Thời điểm này, bạn càng chủ động bao nhiêu thì càng dễ gặt hái được thành công. Bạn có thể tham khảo thêm ý kiến của những người đi trước để tích lũy thêm kinh nghiệm, tránh những sai sót không đáng có. Tuy nhiên, trong tháng có thiên hình hung tinh tàng ẩn, kẻ tiểu nhân quấy phá không thể không đề phòng. Mệnh chủ nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tỉnh táo trong các mối quan hệ để tránh hung hiểm. Dường như những bước thăng tiến quá nhanh sẽ khiến bạn trở thành cái gai trong mắt những kẻ lòng dạ hẹp hòi, thành mục tiêu để tiểu nhân quấy phá. Làm gì cũng nên khiêm nhường, đừng hống hách ngạo mạn quá mức mà mang họa vào thân. Những trở ngại ban đầu đó sẽ sớm qua nhanh. Quý nhân giúp bạn thêm phần minh mẫn và tỉnh táo, cộng thêm năng lực và sự nhạy bén vốn có, nên con giáp này vẫn có thể xử lý mọi chuyện đâu vào đó, không ảnh hưởng đến cục diện. Để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, tuổi Kỷ Dậu có thể ứng dụng phong thủy vào cuộc sống thường nhật. Trên bàn làm việc bạn có thể đặt biểu tượng thuyền buồm phong thủy để mong cầu sự thuận lợi, suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió trong công việc. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Tình hình tài chính của Kỷ Dậu trong tháng đầu năm duy trì ở mức bình ổn, hầu như không có thứ tài. Thu nhập chủ yếu vẫn phải dựa vào chính tài, tức công việc chính hiện tại, nhưng bạn vẫn cần đề phòng tiểu nhân hãm hại nhằm hớt tay trên. Lại thêm tiểu hao hung tinh có thể khiến bạn phải tốn kém không ít tiền bạc vào những mục đích không chính đáng. Thêm nữa, tháng này có kiếp tài chiếu mệnh nên tuổi Kỷ Dậu càng khó giữ tiền trong tay. Bạn chi tiêu khá nhiều cho những kế hoạch đầu năm, có chuyện là không thể tránh, nhưng có chuyện hoàn toàn là do bạn quá thoáng tay, bạn cần phải cân nhắc trước khi tiêu tiền. Với người làm kinh doanh, sự bình ổn hiện tại có thể coi là một sự thụt lùi, điều này khiến bạn vô cùng đau đầu, muốn thay đổi tình trạng hiện tại nhanh chóng để không bị rớt đầu năm. Song đừng vì tham mà thâm, bởi khi thứ tài không có thì muốn gặp may về tiền bạc cũng khó, càng đầu tư kinh doanh nhiều thì càng dễ thua lỗ nhiều. Tháng có nhiều hung tinh hao tài xuất hiện nên chỉ cầu ổn định là may, không cầu mong đại cát đại lợi. Bạn tốt nhất nên tránh xa các hạng mục đầu tư mạo hiểm, tránh bất chắc xảy ra, có tiền nên tích lũy đợi thời cơ trở mình sẽ tốt hơn. Xem phi tinh tháng, bát bạch tài tinh bay vào hướng đông bắc, gặp cửu tử chủ về may mắn cát lành. Đây được coi là phương vị vượng tài khí, cát khí. Tại đây bạn có thể đặt biểu tượng cóc ba chân ngậm tiền để dễ dàng thu hút nguồn năng lượng tích cực vào nhà, để công việc thuận lợi, tiền bạc hanh thông. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Phương diện tình cảm của Kỷ Dậu nhìn chung tạm ổn, không phát sinh quá nhiều mâu thuẫn trong chuyện đôi lứa, gia đạo an yên. Sau khi mệnh chủ và nửa kia cùng chung tay giải quyết xung đột trong gia đình, thì không khí gia đình luôn đầm ấm, hạnh phúc, tạo tinh thần phấn khởi, tâm lý thoải mái để bạn tập trung phấn đấu cho công việc năm mới. Với những dự định và kế hoạch mới hứa hẹn nhiều thành công bất ngờ, tháng đế vượng rất tốt cho đường tình duyên của người độc thân đào, hoa khởi sắc, con giáp này có thể sẽ có được nhiều mối nhân duyên tốt. Chuyện vui không còn xa nữa, bạn có thể nhân cơ hội này chủ động mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp khá nhiều, quan trọng là bạn biết nắm bắt hay không thôi. Còn với người đang trong một mối quan hệ tìm hiểu, bạn nên chuyên tâm và nghiêm túc hơn với đối phương.
Tâm lý cả thèm chóng chán, yêu đương tùy hứng hay giận hờn vô cớ sẽ chỉ càng khiến đường tình duyên của bạn thêm trục trặc bất ổn. Xem lịch vạn niên và phi tinh tháng, có sao bát bạch chủ đào hoa nhân duyên xuất hiện ở hướng chính bắc. Đây là phương vị vượn đào hoa trong tháng, bạn có thể thường xuyên đặt lọ hoa tươi tại đây và châm thay nước, cắt tỉa cành héo để tăng cường các khí, thúc đẩy nhân duyên tốt lành. Từ đó, người độc thân sớm tìm được ý chung nhân, các cặp đôi dù có mâu thuẫn cũng sẽ sớm được hóa giải. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Sức khỏe của Kỷ Dậu do gặp ngũ hành xung khắc nên có dấu hiệu giảm sút, dễ mắc bệnh vặt. Lại thêm thời tiết tháng đầu xuân năm mới, mệnh chủ nên chú trọng dưỡng sinh theo mùa để sức khỏe được ổn định lâu dài. Ngoài ra, xung chiếu của thiên hình hung tinh có thể mang tới họa hình thương hay huyết quang, như té ngã bị thương chảy máu. Do đó, tuổi Kỷ Dậu cần hết sức thận trọng khi đi lại, nhất là khi xuất hành đi xa. Xem phi tinh nhị hắc chủ về ốm đau bệnh tật bay vào phương Tây Nam trong tháng này, tại đó tích tụ nguồn năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của cả gia đình. Vì vậy, cần phải được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng thường xuyên. Sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng Tết năm 2024 âm lịch của người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Xem tử vi tuần 1 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Theo tử vi 12 con giáp, trong tuần đầu tiên của năm mới 2024 âm lịch này, người tuổi Kỷ Dậu có thể sẽ gặt hái được một số thành công ngoài mong đợi. Đường công danh sự nghiệp tăng tiến bất ngờ, bạn làm gì cũng thuận lợi, mục tiêu phía trước không còn xa, khả năng tăng lương thăng chức cũng khá lớn. Ấn quan chiếu mệnh nên mệnh chủ có thể được quý nhân trợ mệnh, vượt qua được những trở ngại phía trước. Có thể nói, con đường sự nghiệp của bạn trong tuần đầu tháng này rất suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, bạn chỉ cần phát huy tốt năng lực của mình là có thể giành được những gì mình muốn. Tuy nhiên, đường tình cảm của Kỷ Dậu lại không được tốt như vậy. Khi chịu ảnh hưởng của thiên nguyệt hung tinh, bạn cảm thấy bất an, lo lắng về tương lai chưa xảy ra, mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi chính những sự nghi ngờ bắt nguồn từ đó. Đường tài lộc tỏa sáng rực rỡ, con giáp này đen tình nhưng đỏ bạc, tài lộc về nhà nhiều như nước, đặc biệt vận tài lộc tăng tiến với tốc độ vượt bật vào dịp cuối tuần. Bạn giành được nhiều cơ hội phát tài trong tay, thiên tài báo hiệu nguồn thu nhập của cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh đều tăng lên gấp bội. Xem tử vi tuần 2 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Trong tuần 2 này, người tuổi Kỷ Dậu có vận trình khá khởi sắc, đường tình duyên được các tinh thiên diêu trợ mệnh, chủ về đào hoa rực rỡ, báo hiệu một tuần mới với những niềm vui và hạnh phúc ngập tràn, các cặp đôi dành cho nhau nhiều hơn sự quan tâm chăm sóc và chia sẻ. Người độc thân có thể sẽ làm quen với nhiều người khác phái, tăng cơ hội tiếp xúc làm quen với mọi người, đây sẽ là cơ hội để bạn tìm cho mình một người ưng ý để nên duyên hạnh phúc. Áp dụng theo những mẹo phong thủy tăng vận đào hoa này để sớm tìm được một nửa cho mình nhé. Tuy nhiên, trong các mối quan hệ với người khác phái, bạn nên có khoảng cách thích hợp để không gây ra hiểu lầm hay thị phi ảnh hưởng xấu đến thanh danh của bản thân. Đầu tuần là dịp mà bạn thu tiền bạc vào túi, khi được thực thần che chở, nhất là người làm ăn bạn nhận được nhiều tín hiệu cho thấy thời cơ phát tài không còn xa nữa, bạn cần dồn hết công sức vào việc kinh doanh để không bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên, vận trình dần giảm sút khi đến giữa tuần, cần chú ý để không vướng họa phá tài. Bạn có thể sẽ gặp phải một số rắc rối trong công việc vào đầu tuần khi phạm phải những lỗi lầm không đáng có. Song vốn là người có trách nhiệm nên bạn sẽ dần khắc phục được những sai phạm của mình bằng chính những thành công mà bạn gặt hái được vào cuối tuần. Xem tử vi tuần 3 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Trong tử vi tuần mới này, Kỷ Dậu gặp được những điều may mắn trong chuyện công việc. Khi có tả phù cát tinh ở bên trợ giúp, bạn vượt qua khỏi những lúc khó khăn. Tuy nhiên, đó là chuyện của thời điểm từ giữa tuần trở đi, bởi đầu tuần bạn sẽ phải tự chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình. Thương quan cảnh báo nếu bạn không tập trung hơn trong công việc, thì dễ gặp phải những sai lầm, gây ra hậu quả khôn lường. Giờ nào làm việc nấy là điều mà Kỷ Dậu nên tâm niệm trong lòng, tránh để những chuyện đáng tiếc xảy ra. Thực thần xuất hiện cho thấy bạn đang có những cơ hội phát tài lớn, song cần phải thận trọng lên kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lý, nếu không sẽ bị kiếp tài lật ngược ván cờ và khiến cho bao công sức của bạn trước đó thành công cốc, tiền bạc đội nón ra đi. Đường tình duyên không có gì nổi bật, chuyện tình cảm vẫn tiến triển ở mức bình thường, đôi khi khiến cho bạn cảm thấy nhàm chán vì không có điểm nhấn gì đặc biệt, không có những giông gió để cả hai người thể hiện tình cảm nồng nàn dành cho nhau. Xem tử vi tuần 4
trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Tử vi tuần mới cho thấy Kỷ Dậu có được khá nhiều ưu thế. Trong tuần cuối cùng của tháng Tết năm 2024 âm lịch này, đường tình duyên suôn sẻ thuận lợi. Người yêu thương nhau rồi cũng sẽ về bên nhau, mặc cho bao gian nan khó khăn trước mắt cũng chẳng thể làm sờn lòng những trái tim đang yêu. Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe là điều mà con giáp này cần phải quan tâm. Bạch hổ hung tinh cảnh báo về những tai họa có thể bất ngờ xảy ra. Tốt nhất khi đi ra đường, tham gia giao thông bạn nên thận trọng giữ mình, cố gắng hạn chế ra đường một mình khi đã quá khuya. Đường tài lộc vô cùng hanh thông, tuổi Kỷ Dậu chẳng cần phải lo lắng chuyện thu chẳng đủ bù chi, bởi đây là thời điểm phát tài của bạn. Tử vi 12 con giáp cho thấy, thực thần ở bên cho tài lộc ào ào đổ về nhà, bạn chỉ cần tập trung vào công việc của mình là có thể đạt được những mục tiêu đúng như mong đợi. Riêng về công việc thì bạn cần phải có định hướng cho riêng mình, không thể thụ động làm theo lời người khác mãi được. Nếu không, thương quan sẽ khiến cho bạn đánh mất đi khá nhiều cơ hội, khi đánh mất đi sự sáng suốt trong những quyết định quan trọng của cuộc đời. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau tốt cho mọi việc, vậy bạn hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu xem trong tháng đầu tiên của năm ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt, tốt nhất là chôn cất, cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 này sẽ mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt, cùng sự tốt lành may mắn, để gia chủ thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sáng sớm, đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 là khởi công tạo tác cho nên việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt, cùng sự tốt lành may mắn, để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sáng sớm đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác, nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày này rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ thuận lợi, mà ít gặp phải khó khăn hay trở ngại. Hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ giúp đỡ, cho nên mọi chuyện cũng trôi chảy nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Quý vị thân mến, sống ở đời có người đau khổ bởi sinh lão bệnh tử, cũng có người đau khổ từ trong tâm bởi những phiền muộn tham, sân, si. Nhưng Phật dạy, có ba khổ nạn lớn nhất của đời người, nếu vượt qua được ắt sống an nhàn hưởng phúc. Thứ nhất, dục vọng. Dục vọng là nguyên nhân gây ra phần lớn những thống khổ trên cõi đời này. Dục vọng là những suy nghĩ sinh ra từ bên trong một con người, một khi đã nảy sinh thì sẽ không có cách nào để ngừng lại. Phật giáo cấm dục bởi hy vọng chúng ta ai cũng thoát khỏi đau khổ để đạt được niềm vui, không chịu những tai họa mà dục vọng gây ra. Trong kinh Phật, dục vọng thuộc về phạm vi của cái ác. Một khi chúng ta sinh dục vọng, sẽ rất khó để xóa bỏ cảm xúc ấy, còn nếu như có thể làm theo lời Phật dạy, tránh xa những dục vọng,
ham muốn, tham lam, như vậy chúng ta cũng bớt bị trói buộc bởi phiền chính những phiền não đó đã che mờ lý trí và sai sử ta đi đến con đường sai trái. Một người khống chế được dục vọng của bản thân, vượt qua được cửa ải khó khăn này, tâm trí sẽ không bao giờ lầm đường lạc lối, có thể tìm ra được con đường đúng đắn đi tới hạnh phúc và thành công cho bản thân, ấy chẳng phải đã tự giải thoát bản thân khỏi bể khổ hay sao? Cuộc đời còn lại ắt sẽ thuận buồm xuôi gió. Thứ hai, cố chấp. Cố chấp trong giáo lý nhà Phật là sự khăng khăng chấp nhất với một món đồ hay một đoạn tình cảm mà bản thân không thể nào có được. Đây là một loại ý niệm ích kỷ, cần phải được loại trừ. Cảm xúc cố chấp đó rất dễ trói buộc con người ta trong một phạm vi nhỏ hẹp, án ngữ mãi trong lòng, khăng khăng cho đến chết, cả cuộc đời cũng vì thế mà chìm trong đau khổ. Một khi buông bỏ được lòng cố chấp, chúng ta mới có thể thả lỏng tâm trí và bản ngã của mình, buông xuống những cố chấp vô lý, đồng thời cũng là buông bỏ những muộn phiền vô nghĩa, tâm trí được khơi thông, con người cũng được giải thoát. Phật dạy, vạn vật dài không, tức là vạn vật vốn không có thật, nhưng chúng ta lại luôn cố chấp cho rằng chúng đều có thật, cho nên Đức Phật đã nói không để phá cái tâm cố chấp cho rằng mọi thứ đều có thật đó, tận trong sâu thẳm ý niệm, chúng ta luôn nghĩ thân thể này thật sự là của mình, nhà cửa, tiền của, xe cộ, danh vị, cũng là cái của mình, cho nên khi những thứ ấy bị mất đi thì chúng ta đau khổ vô cùng, chính bởi cái tâm cố chấp cho là thật nên mới có phiền não đau khổ và gây tạo vô số nghiệp tội. Nếu như chúng ta có thể vượt qua hết thảy những cố chấp trên đời, không cố chấp với danh lợi, tiền tài, tình cảm, cũng tức là đã buông bỏ được những thứ đau khổ, độc hại của cuộc đời này, sở dĩ bản thân ta cảm thấy không vui, không hài lòng về cuộc đời này là bởi trong tâm ta tồn tại sự cố chấp. Một khi lòng suy nghĩ thoáng hơn, đời người cũng trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn rất nhiều. Mọi thứ tồn tại trên đời này đều có hai mặt, tốt và xấu, mà đôi khi bạn chẳng thể phân biệt rạch ròi. Trên đời vốn không có gì đáng gọi là khổ đau, cũng chưa chắc có gì nên xem là hạnh phúc. Người xưa nói, tướng tự tâm sinh, ý nói hết thảy mọi sự trong đời gặp phải đều là do chính bản thân và suy nghĩ của mình khởi tạo nên. Chỉ cần thay đổi thái độ, chỉ cần lùi lại một bước, bạn sẽ thực sự trông thấy những cảnh tượng tuyệt diệu hơn. Thứ ba, hận thù. Kinh Phật dạy, nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai, nghĩa là một suy nghĩ hận thù nổi lên thì trăm vạn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Chỉ cần chúng ta sinh ra sự hận thù và tức giận với người khác, như vậy sẽ có hàng trăm hàng nghìn cánh cửa làm trở ngại quá trình tu hành của chúng ta cũng sẽ đồng loạt mở ra. Không ít người chỉ vì chút chuyện xích mích mà sinh lòng hận thù với người khác, đến lúc gần đất xa trời mới hiểu rằng bản thân đã lãng phí bao nhiêu thời gian của cuộc đời để sống một cách hẹp hòi, tự gây phiền muộn cho bản thân, khiến cả cuộc đời chìm trong những hậm hực không vui, thời gian đâu mà tận hưởng những điều tốt đẹp của cuộc sống nữa. Phật dạy, người mà có thể tự mình thoát khỏi hận thù mới có thể giữ cho lòng rộng rãi khoáng đạt, bình đạm đối mặt với thế sự, làm gì cũng được hài lòng thuận ý. Đó là lý do Đức Phật luôn dạy ta phải giữ được một tấm lòng bao dung, một trái tim biết thứ tha để đối đãi với vạn vật trên thế gian. Trong cuộc sống, nếu có tâm tốt để một niệm tốt được khởi lên, thì những điều tốt sẽ tiếp theo, mọi người trong xã hội cũng sẽ được nhìn theo chiều tốt. Chỉ thấy điều tốt, không nhìn điều xấu, các bậc thánh nhân cũng không phải không có hận thù trong lòng, nhưng điều khiến họ trở nên khác biệt với phàm nhân là biết tìm ra phương pháp để hóa giải hận thù trong lòng, buông bỏ mọi ân oán, vốn là nguồn gốc gây ra muộn phiền trên đời này. Đổi vị trí để suy nghĩ chính là một phương pháp hóa giải hận thù tốt nhất khi phát sinh những chuyện mà bản thân không cách nào bỏ qua, thay vì oán hận đối phương, khiến lòng mình cũng chẳng thoải mái. Bạn hãy thử đặt bản thân vào vị trí của người ấy để suy xét vấn đề, làm như thế sẽ giúp bạn nhìn thấu mọi chuyện hơn có. Như vậy thì chúng ta mới có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương, từ đó buông bỏ hận thù, tâm an vạn sự. Chỉ cần tâm bình yên ta sẽ thấy cuộc đời vốn rất đẹp đẽ và ngập tràn tình yêu thương. Chỉ cần ta biết tận hưởng những gì đang hiện có mà không chút vọng tưởng, phân biệt chấp trước thì đã thấy tâm hồn đầy an lạc rồi. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.